Ngày 22 tháng 2, Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh. Hội nghị thảo luận về mục tiêu, lộ trình phục hồi hoạt động du lịch, trong đó phấn đấu năm 2022, tỉnh Hòa Bình đón được 2,5 triệu lượt khách tham quan du lịch, thu nhập từ du lịch đạt 2.400 tỷ đồng. Cụ thể, giai đoạn 1 từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2022, thị trường chính là khách nội địa. Hòa Bình tổ chức các hoạt động đón và phục vụ khách du lịch tại các tỉnh, thành phố trong cả nước gắn với quy trình kiểm soát phòng chống dịch an toàn. Trường hợp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp sẽ giảm quy mô và phạm vi của các loại hình hoạt động phù hợp. Các cơ quan quản lý doanh nghiệp du lịch chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực, điều kiện để đón khách du lịch quốc tế khi chính phủ cho phép. Giai đoạn 2 từ tháng 7 năm 2022 dự kiến hồi phục tất cả các hoạt động và sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch COVID-19. Các thành viên ban chỉ đạo cũng thảo luận về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm du lịch, đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, thu hút đầu tư về du lịch, công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh đề nghị cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh tiếp thu ý kiến của các thành viên, hoàn thiện báo cáo để việc phát triển du lịch năm 2022 có tính khả thi hơn, đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng hơn việc liên kết tiêu thụ sản phẩm về du lịch để quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của tỉnh Hòa Bình, tăng cường sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu tốt cho tỉnh trong thực hiện công tác du lịch của tỉnh năm 2022 và thời gian tới, thường xuyên đôn đốc các ngành địa phương trong thực hiện kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2022.